Chào các em học sinh khối 1, trường tiểu học Trần Quang Diệu. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Chắc các bạn vẫn khỏe chứ nhỉ? Các bạn thân mến, vậy là bài thơ Cái Bóng thật hay và ý nghĩa đã khép lại chủ điểm gia đình. Hôm nay, các em sẽ được học sang một chủ điểm mới. Đó là chủ điểm thiên nhiên, đất nước. Trước khi giới thiệu bài tập đọc, mở đầu cho chủ điểm thiên nhiên, đất nước, cô mời các bạn hãy cùng quan sát hình ảnh sau đây. Các bạn có đoán được tên của loài hoa này không nào? Giới thiệu với các bạn, đây là hoa ngọc lan. Để biết được hoa ngọc lan có những đặc điểm gì về màu sắc và mùi hương, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá qua bài tập đọc Hoa ngọc lan. Các em ơi, các em hãy cùng với cô quan sát hình ảnh sau đây và cho cô biết các em nhìn thấy gì từ hình ảnh này nhé. Đây là hình ảnh một người bà đang ngồi búi tóc cho cháu gái. Dưới đây là một chú mèo con đang nằm rất là ngoan ngoãn. Sau lưng đây là hình ảnh của một cây hoa gì đây các em? À, đây là cây hoa ngọc lan. Giới thiệu với các em, đây cũng chính là hình ảnh trong bài tập đọc Hoa Ngọc Lan hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu. Bây giờ, cô mời các bạn hãy lắng nghe cô đọc bài. Hoa Ngọc Lan. Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng, lá dày, cỡ bằng bàn tay xanh thẫm. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá, nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà. Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. Cô vừa mới hoàn thành xong bài đọc. Các em thân mến, để bài đọc của các em được tốt hơn, các em cần lưu ý một số từ ngữ sau đây, dễ nhầm lẫn khi phát âm. Lá dày. Hoa lan. Lấp ló. Ngan ngát. Khắp vườn. Các em hãy cùng với cô luyện đọc lại từ khó. Lá dày. Cô mời các em. Hoa lan. Cô mời các em. Lớp ló. Nào, các em hãy cùng đọc. Ngan ngát. Từ cuối cùng, khắp vườn. Các bạn cùng đọc lại. Ở bài tập đọc Hoa Ngọc Lan, cô nhận thấy có một số từ rất là khó hiểu. Vì thế, bây giờ các bạn hãy cùng với cô giải nghĩa từ nhé. Từ thứ nhất, lấp ló. Bạn nào hiểu nghĩa từ lấp ló, giải thích cô nghe đi nào. Lấp ló có nghĩa là ló ra rồi khuất đi khi ẩn khi hiện. À, các bạn có thể liên tưởng cho cô xem có cái gì xung quanh chúng ta mà hay lấp ló nè. Cái gì đấy các em? À, đó là hình ảnh. À, mặt trời. À, hình ảnh mặt trời. Tùy vào mỗi lúc chúng ta sẽ thấy lúc ẩn và lúc hiện, đúng không nào? Đây là hình ảnh minh họa nhé các em. Từ kế tiếp, ngan ngát. Ngan ngát là từ miêu tả mùi thơm của một vật gì đó rất dễ chịu và lan tỏa ra xa. Người ta thường dùng từ ngan ngát để miêu tả hương thơm của các loài hoa. Các bạn đã sẵn sàng cùng với cô bước vào phần luyện đọc câu chưa nào? Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng thực hiện nào! Ở bài tập đọc Hoa Ngọc Lan, câu số 1 bắt đầu từ đâu đến đâu, bạn nào biết nào? À, ở
bài tập đọc này, câu số 1 bắt đầu từ chữ ở đến chữ lan. Cô đánh dấu số 1. Các em lưu ý, ở đầu câu thì chữ cái đứng đầu luôn luôn như thế nào đấy các em? À, viết hoa, còn cuối câu thì phải có dấu chấm nhé. Bây giờ các bạn hãy lắng nghe cô đọc câu số 1. Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Bây giờ các bạn hãy đọc lại câu số 1 cho cô nghe đi nào. Nhớ là phải đọc to và rõ nhé. Nào, chúng ta bắt đầu. À, các bạn đọc tốt lắm. Chúng ta cùng bước sang câu thứ hai nhé. Câu thứ hai sẽ bắt đầu từ chữ thân đến chữ trắng. Cô đánh dấu số 2. Các em lắng nghe cô đọc. Thân cây cao to vỏ bạc trắng. Nào, các bạn hãy đọc lại câu số 2. À, các bạn đọc tốt lắm. Tiếp tục, câu số 2 là câu số mấy đây các em? À, đó là câu số 3. Câu số 3 bắt đầu từ chữ lá đến chữ thẫm. Cô đánh dấu số 3. Lá dày cỡ bằng bàn tay xanh thẫm. Các bạn đọc lại cho cô câu số 3. Sau câu số 3 sẽ là câu số mấy đây? À, đó là câu số 4. Câu số 4 sẽ từ chữ hoa đến chữ lá. Cô đánh dấu số 4. Các em lắng nghe cô đọc. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Các bạn đọc lại. Tiếp tục là câu số 5. Câu số 5 bắt đầu từ chữ nụ đến chữ ngần. Cô đánh dấu số 5. Nụ hoa xinh xinh trắng ngần. Nào, các bạn hãy đọc lại. Các bạn đọc tốt lắm. Tiếp sau đây là câu số 6, bắt đầu từ chữ khi đến chữ dán. Cô đánh dấu số 6. Cô đọc: khi hoa nở cánh xòe ra duyên dáng. Cô mời các bạn. Ở đây là câu số 6 rồi đúng không nào? Bây giờ cô đố các bạn nha. Vậy từ chữ hương đến chữ nhà sẽ là câu số mấy? À, đó là câu số 7. Giỏi lắm. Các bạn lắng nghe cô đọc. Hương lan ngan ngát tỏa khắp vườn khắp nhà. Cô mời các bạn đọc lại câu số 7. Tiếp tục sẽ là câu cuối cùng trong bài tập đọc Hoa Ngọc Lan. Đó là câu số 8, bắt đầu từ chữ vào và kết thúc ở chữ em. Cô đánh dấu số 8. Các em lắng nghe cô đọc. Vào mùa lan sáng sáng
3. Thường. Cài. 1. Búp. Lan. Lên. Mái. Tóc. Em. Cô mời các bạn đọc lại. Các bạn giỏi lắm. Đọc nãy giờ các bạn có mệt chưa nào? Chắc hẳn đã có bạn mệt rồi. Vì ở bài tập đọc này có khá nhiều câu so với những bài trước đó chúng ta đã được học. Vậy thì bây giờ các bạn hãy nhắc lại cho cô xem ở bài tập đọc Hoa Ngọc Lan gồm có bao nhiêu câu nào? Ở bài tập đọc này gồm có 8 câu nhé các em. Tương tự như những bài tập đọc trước đó chúng ta đã được học, để giúp cho bài đọc của chúng ta được tốt hơn, khi đọc bài, đọc đến dấu chấm thì chúng ta sẽ nghỉ hơi dài. Như vậy, cô ký hiệu nghỉ hơi ở cuối câu bằng hai dấu gạch xiên. Các em hãy quan sát. Bên cạnh việc nghỉ hơi dài khi gặp dấu chấm thì chúng ta sẽ gặp dấu phẩy. Theo các em, chúng ta sẽ làm sao khi gặp dấu phẩy nào? Khi đọc đến những chỗ có dấu phẩy thì chúng ta cũng sẽ nghỉ hơi, nhưng lưu ý chúng ta nghỉ hơi ngắn hơn một chút các em nhé. Cô gọi đó là ngắt nhịp. Cô ký hiệu ngắt nhịp bằng một dấu gạch xiên. Các em hãy quan sát. Các em hãy lắng nghe cô đọc lại toàn bài. Lưu ý, các em hãy lắng nghe cho kỹ cách ngắt nghỉ hơi của cô nhé. Hoa ngọc lan. Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng. Lá dày, cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà. Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. Nào, bây giờ các em hãy luyện đọc lại toàn bài cho cô nghe đi nào. Lưu ý, nhắc nghỉ hơi đúng chỗ các em nhé. Chúng ta vừa hoàn thành phần luyện đọc câu. Tiếp sau đây, cô trò chúng ta sẽ bước sang phần luyện đọc đoạn. Các em có biết bài tập đọc Hoa Ngọc Lan được chia làm bao nhiêu đoạn không? Bài tập đọc được chia làm 3 đoạn nhé các em. Đoạn thứ nhất bắt đầu từ chữ ở đến chữ thẫm. Đoạn thứ hai từ chữ hoa đến chữ nhà. Và đoạn thứ ba bắt đầu từ chữ vào đến chữ em. Bây giờ các bạn hãy cùng với cô lần lượt luyện đọc từng đoạn nhé. Đoạn thứ nhất. Hoa ngọc lan. Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan, thân cây cao, to, vỏ bạc trắng, lá dày, cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. Cô mời các bạn luyện đọc lại cho cô đoạn số 1. Tiếp tục là đoạn số 2. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá, nụ hoa xinh xinh trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát tỏa khắp vườn, khắp nhà. Cô mời các bạn luyện đọc đoạn số 2.
chúng ta cùng luyện đọc đoạn cuối cùng trong bài tập đọc ngày hôm nay các em nhé. Vào mùa lan, sáng sáng bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. Cô mời các bạn luyện đọc lại đoạn số 3. Chúc mừng các bạn vừa hoàn thành phần luyện đọc đoạn rất là tốt. Tiếp sau đây, để bước sang phần tìm hiểu nội dung bài học, bây giờ các bạn hãy luyện đọc lại toàn bài với cô nhé. Nào, chúng ta bắt đầu. Hoa ngọc lan. Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng, lá dày cỡ bằng bàn tay xanh thẫm. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá, nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng, hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà. Vào mùa lan, sáng sáng bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. Cô mời các bạn hãy luyện đọc lại toàn bài. Sau khi đọc toàn bài tập đọc, bây giờ các bạn đã sẵn sàng bước vào phần tìm hiểu nội dung bài chưa nào? Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng khám phá xem nội dung bài học ngày hôm nay là gì nhé. Câu hỏi số 1. Nụ hoa lan có màu gì? Đáp án gợi ý: A. Bạc trắng. B. Xanh thẳm. C. Trắng ngần. Để giúp cho các bạn lựa chọn được đáp án chính xác nhất trong câu hỏi trên, bây giờ các bạn hãy luyện đọc cho cô đoạn số 1 và đoạn số 2 trong bài tập đọc này nhé các em. Sau khi đọc lại đoạn số 1 và đoạn số 2, các bạn đã tìm ra được câu trả lời chưa nào? Để xem câu trả lời của các bạn có sống với cô không nhé. Đáp án của cô là đáp án C, nụ hoa lan có màu trắng ngần. Giỏi lắm, chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong câu hỏi số 1. Chúng ta cùng tiếp tục khám phá câu hỏi số 2 nhé các em. Câu số 2, hương hoa lan thơm như thế nào? Các bạn có muốn cô cho gợi ý không nào? Bây giờ các bạn hãy nghe kỹ câu gợi ý của cô nha. Để trả lời được câu hỏi số 2 này, các bạn hãy đọc thầm cho cô đoạn số 2 và đoạn số 3 ở bài tập đọc. Lưu ý là phải đọc cho thật là kỹ vì câu trả lời nằm ở hai đoạn này nhé các em. Các bạn ơi, các bạn đã đọc xong hai đoạn của yêu cầu chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với câu hỏi số 2 này nhé các em, để xem các bạn đã tìm ra được câu trả lời giống như đáp án của cô Nhi không nhé. Đáp án của cô đó chính là hương hoa lan thơm ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà. Bạn nào trả lời được đúng hai câu hỏi trên thì hãy thưởng cho mình một tràng pháo tay thật to đi nào. Cô Nhi rất vui vì các bạn trả lời đúng được cả hai câu hỏi. Các em thân mến, trong cuộc sống xung quanh của chúng ta, không chỉ hoa ngọc lan mới đem lại màu sắc và hương thơm đặc biệt đâu các em. Bên cạnh hoa ngọc lan, chúng ta còn rất rất nhiều các loài hoa khác nhau. Mỗi loài hoa đều mang cho mình một màu sắc và tỏa một hương thơm đặc trưng riêng của nó. Ví dụ, hoa súng, hoa hướng dương và hoa cúc. Các em có biết không, không chỉ con người của chúng ta mới có sự sống, các loài hoa này cũng có sự sống nhé các em. Thế nên các em hãy nhớ đừng nên bứt bẻ hoa dù là hoa đang tươi hay là hoa đã bị héo, bởi vì các loài hoa này luôn luôn góp phần làm cho môi trường
và cuộc sống của chúng ta thêm ý nghĩa đấy các em ạ. Bài học của chúng ta hôm nay có hay không các em? Các em hãy nhớ những gì mà cô đã dạy các em nhé. Luôn luôn là không được bứt bẻ những cái cành hoa. Bây giờ cô nhờ các bạn nhớ cho cô thêm một việc nữa, đó là hãy đọc lại cho cô bài Hoa Ngọc Lan và xem trước cho cô bài Ai Dậy Sớm. Bài học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Chúc các em luôn chăm ngoan và học tốt.